tháng 7. Hành trình đến với một vùng đất ấn tượng và kỳ thú, một cố đô cổ kính và rêu phong mang đậm giá trị lịch sử, một thành phố thơ mộng và yên bình, một vẻ đẹp rất riêng mà không nơi nào có được. Điều gì sẽ thách thức 4 gương mặt mới? Mạo hiểm hơn, kịch tính hơn, tinh quái hơn. Hấp dẫn, mới lạ và mang đậm chất Huế. Mời các bạn đón xem Bạn Đường Hợp Ý, hành trình 3 mùa 2 năm 2015 tại thành phố Huế vào lúc 22 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Một hành trình mới đã bắt đầu tại cố đô Huế cổ kính. 4 gương mặt mới đã lộ diện. Đó chính là cô nàng Á hậu biển xinh đẹp cá tính Hoàng Ngân cùng anh bạn có thân hình vạm vỡ Jesse. Và đối đầu với họ chính là anh chàng người mẫu điển trai Hữu Long cùng cô nàng búp bê Nga xinh đẹp Diana. Trong tập trước, hai đội chơi đã có những trải nghiệm thú vị và hòa mình vào thiên nhiên qua thử thách hài hước chụp hình với Hiêu. Sau đó, hai đội được võ sư Trương Quang Kim truyền dạy tuyệt kỹ võ học triều đình Huế, môn võ kinh vạn an mang đậm hào khí và sức mạnh dân tộc Việt. Có vẻ đối với Diana và Hữu Long thì đây là thử thách khá dễ dàng bởi sự dẻo dai, khéo léo vốn có. Vì thế hiện tại Diana và Long đang dẫn trước đội Hoàng Ngân và Jesse 4 điểm. Là bạn uống trà. Vì cô ở đây á, là cô dùng những cây hoa mà tự trồng ở đây á để ướp trà. Xin giới thiệu với các bạn, cô Hà, cô là nghệ nhân pha trà, về nguyên liệu, tất cả mọi thứ là cô là chuyên gia. Để mà giới thiệu cho các bạn biết, ở đây là mình là trà đình Vũ Di, chuyên phục vụ về các loại trà đạo và trà cung đình. Thì hôm nay các bạn tại đây mới tìm hiểu gì về trà đó thì cứ hỏi. Cô sẽ giải đáp có một cái câu, đó là nói về cái quy trình pha trà. Nhất nước, nhì pha, tam trà, tứ ấm. Một ấm trà ngon thì mình phải chọn một cái loại nước ngon và nó thanh, nó ngọt. Nhì là cách pha trà và nước nó sẽ là một hỗn hợp. Sau khi mà nó ra thì cái giai đoạn nào, cái thời gian nào để cho nó phù hợp uống vào cái vị nó vừa bằng. Thứ ba nữa là trà. Khi chọn một loại trà thì mình phải biết được đó, là trà ngon hay là trà dở. Thứ tư nữa, ấm tức là cách uống. Uống làm sao để mà cảm nhận được tất cả cái hương, cái vị của trà nó phát ra. Ở đây là nhiệm vụ của các bạn, các bạn nhận và... Hai đội thi khả năng tinh tế theo văn hóa thưởng trà cung đình Huế. Nhất nước, nhì pha, tam trà, tứ ẩm, hiệp 1, nhất nước. Hai đội thi phân biệt 3 loại nước pha trà gồm nước giếng, nước máy, nước tinh khiết. Mỗi loại phân biệt đúng được 1 điểm. Ở đây là có 3 loại nước giếng này, rồi nước máy này và nước tinh khiết. Trong 3 loại nước là nước giếng nó ngọt nhất, nước giếng nó vị mát và nó ngọt nhất. Nước giếng là ở dưới lòng đất. Well, này bây giờ các bạn tập trung này bắt đầu phán thi này, uống thử sau đó xác nhận ra đi đó là loại nước gì. Không, cảm nhận nó tương bằng miệng á, là nó có nồng lắm. Ngầm vào một tí để cảm nhận nha. Ok. Rồi. Không ngọt, không ngọt. Ok. Em nghĩ thế. Rồi. Nhưng mà cứ từ từ. Đây xong rồi đến thứ hai. Có thể khác đi cái đến đâu không? Có thể khác không? Ba loại nước thứ ba. Dạ. Ok. ngâm lâu trong miệng á nha, mới cảm nhận được ấy. Hai đứa không chịu nhá. Dạ. Ok. Mình thế là bây giờ mình kiểm tra từng cái. Khi mà em cầm chén nước đầu tiên em uống thì em cảm thấy là nó không có gì đặc biệt hết nữa. Thì nó uống nó hơi lợ như là nước chua đun, thì em đoán là nước máy á. Rồi. Được máy. Em với Jesse thì nghĩ là cái nước đầu tiên mình uống là có vẻ như nó có tạp chất nhiều nhất trong ba loại, và tôi cảm giác nó vẻ nặng hơn, thì nghĩa là nước nướng. Cô đã bảo em là được diễn là nó ngọt. Rất nhiều dưới nước diễn mà không có tạp chất nhiều, pha trà sẽ ngon. Thôi được rồi, em bảo đó là được diễn. Dạ. Rồi, sao được em được diễn. Nước máy, nước giếng. Còn thực ra cái loại đầu tiên là gì? Nước máy. Nước máy. Chúc mừng Long với Diana. Nước máy nó không có tạp chất đâu. Nước này là nếu như uống thì nó cảm thấy nó bình thường, nó không có gì hết. Nếu như em nói như vậy, em nói rất chính xác. Rất là bình thường. Rồi, loại thứ hai. Lần thứ hai là rất là khó xác định. Và lần thứ hai và thứ ba, nhưng mình suy nghĩ đây là nước suối. Nước tinh khiết hả? Nước tinh khiết. Đây là nước suối. Rồi. Nhưng mà em thử thì khó xác định. Cái loại hai thì cũng khó xác định, thấy cũng khá là ngọt ngậm, và thì cũng khá là ngọt trong họng, trong cuống họng, thì em cũng nghĩ là nước suối. Cả hai đội đều chọn là suối. Chúc mừng cả hai đội đều chọn nha. Quay mà thử lại nha, không làm sai. Bây giờ chị con lại một loại thì chắc là loại thứ ba là nước gì rồi chứ nữa em vậy gì nữa. Loại cuối cùng mình nước giếng ạ. Thì bên thì thôi chúc mừng đội em Long ơi nha. Em Long ơi ngon toàn. Được đúng cả ba loại. Thế là được mấy điểm? 3 điểm. 3 điểm. Đây, chúc mừng. Hiệp 2, nhì pha, hai đội thi pha trà cho nghệ nhân thưởng thức. Đội được đánh giá pha ngon hơn được 1 điểm. Trong một bộ ẩm chén pha trà thì gồm có cái ẩm này, cái chén tống rồi, chén quân là chén nhỏ rồi, cái lọc trà rồi pha trà. Thì bây giờ mình phải tráng quá ẩm chén. Sạch bùi bầm mà làm nóng ẩm chén đấy. Anh làm thử không rớt đâu. Rồi. Hai người cùng pha một loại trà. Cái này trà lai. Em làm sao đó cho cái nước trà nó ra vừa phải, uống vào cảm giác là ngon, không có bị nhạt, không bị đậm. Bé em bắt đầu nhá. Dạ. Em bỏ cái máy không thôi nè. Cái này phải tập qua chút một chút. Chua, em nghe rồi, thật tin em đi. Nó không sao, để em làm đi. Yên tâm đi, em nghe kỹ mà. Anh tráng vào. Thật ra là cái hai mình uống được không? Rung tay với cô. Cảm giác là mình không có chắc chắn như cái mình đang làm. Xin mời cô ạ. Cô. Nhìn hai sản phẩm thì thấy nó khác nhau hoàn toàn nhé. Đúng rồi. Dạ. Nè, một bên đầm, một bên rất là nhạt. Dạ. Đấy. Đây. Chúc mừng đội Long. Bây giờ cô nói này, khi có phân ra hai cái chén trà thì bên em là đổ toàn bộ vào ấm nhé. Cái sản phẩm của em đưa ra nó nhạt. Bỏ bao nhiêu cây này? Long bỏ hết luôn, tại vì Long biết là cô sẽ lấy cho mình đủ cái lượng mà mình bỏ vào cái ấm này. Khi cô bảo là qua là chiên qua cái chặng tổng thì em không chiên những tổng mà em chỉ đọc thẳng ra cái ly thôi, cái ly những cái chén cuốn thôi. À, em không chiên qua cái lọc để mà lọc là cái cằn ra. Thì trong cái chén ra của em là có vài cái cằn. Cái chén ra bên đây nó trong suốt hơn, cái chén ra bên em nó bị vài cái cằn. Mặc dù là nước nó nhạt nhưng mà cằn ra là vẫn còn. Anh hiểu không? Thầy chúc mừng đội em Long nha. Đã được thêm mấy điểm? Một điểm. Hiệp 3, tam trà. Hai đội thi phân biệt 4 loại trà bằng khứu giác gồm trà ướp thủ công nguyên chất, trà ướp công nghiệp nguyên chất, trà ướp thủ công hoa lài, trà ướp công nghiệp hoa sen. Đội phân biệt đúng nhiều hơn được 1 điểm. Trời ơi. Cái này nghĩa là hoa nè. Dạ, cái hoa rõ ràng nó to. Còn hai cái này không biết. Em cứ giữ đáp án trong đầu đi, tí anh nói với em. Dạ. Em nghĩ cái này là hoa hả? Dạ. Anh không nghĩ những điều giống như là hoa. Handmade không? Anh không biết nhiều hoa bằng tiếng Việt đúng không? Không, em biết hoa hồng, hoa sen, hết rồi. Cũng đặt liền. Cái này là ướp hoa nhài nhỉ? Này, còn ở trong này, đúng không? Ok, so. Quyết định gì đi? Hoa. Hoa cái này hoa. Hoa. Cái này là hoa. Cái này là công nghiệp, cái này là làm tay. Ok. Rồi bây giờ tùy em nè, em đoán đi nè, để anh coi nè. Sai em chịu nha. Cái này nó màu sen. Chúng nghe trà màu xanh luôn. Cái này nghe mùi sen mà nó hửi sâu. Hoa sen không biết mùi gì đâu. Không biết mùi hoa sen đâu. Biết mùi hoa sen không? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, cô mua cái em đưa cho cô lại trà nguyên chất. Không ướp, bằng thủ công. Không ướp hoa gì. Trắng chút, không ướp hoa gì. Cái này đây. Anh nghĩ thế. Rồi. Ngân là đúng nè. Đây ra không ướp hóa gì này, làm thủ công. Đây cũng là thủ công nhưng mà lại đi đổi ướp hóa rồi. Thứ hai là công nghiệp mà nó còn ướp mà hương liệu đó. Công nghiệp mà ướp hương liệu. Ướp hương liệu. Nghĩa là nếu mà là công nghiệp thì không có hoa thật đấy mà nó nói là hương liệu rồi đấy. Cái này. No way. Rồi. Cái trà này đừng có trà công nghiệp. Nhưng mà nó trà công nghiệp, nó ướp hương liệu. Rồi, đúng rồi. Bên này không phải. Bên này trà này, trà sen. Cho cô biết cái loại trà ướp hoa lài làm bằng thủ công và hoa tươi. Rồi. Rồi, chúc mừng cả hai đội nhé. Rồi. Cô thầy là loại thứ tư, cả hai đều sai đúng không? Cả hai đều sai. Mỗi đội đoán ra được đúng hai loại trà. Thế là lẽ là Huệ ở đây không ai được điểm. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ con phải đưa các bạn đi chỗ khác. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều nhé. Cô nhiều. Chào em. Chào cô. Trong quý vị tất cả các bạn và hai đội đến chợ Đông Ba ở thành phố Huế, nhiệm vụ phải thực hiện ở đây nhưng mà trước hết phải tách ra hai người trong đội. Nhiệm vụ 2, trong thời gian tan hết một que kem, thành viên Việt Nam phải miêu tả bằng ngôn ngữ cơ thể cho bạn đồng hành của mình mua lần lượt 3 món đồ theo yêu cầu trong chợ Đông Ba. Đồng thời vừa miêu tả vừa phải giữ cho không rơi một giọt kem nào xuống đất, tìm cách để kem chảy chậm, tạo lợi thế thời gian cho đội của mình. Kem chảy hết là nhiệm vụ kết thúc. Trong thời gian quy định, mỗi món đồ mua đúng được 1 điểm. Đội bị rất nhiều giọt kem hơn sẽ bị trừ 1 điểm. Là cái gì? Em thấy nó nhỏ ra đi có phải không? Này. Kem của các bạn ở đây và thời gian thực hiện nhiệm vụ 3, 2, 1 bắt đầu. Mua. Anh đi mua cái gì? Loài tay. Tranh. Tròn. Tô. Oh my god. Yeah, yeah. Hôm qua là Long đã mua mít này cho Diana ăn rồi. Mà không biết là phải nói làm sao nữa. I don't know, I don't understand. Là danh chứ? Danh từ phải không? Đây là danh. Con vật. Con chó, con mèo, con bò, con dê, con nai, một loài con. Không phải con bò, không phải con dê, con gà, con ngựa. Một người bán hàng ăn tròn. Cậy ra ăn à, cái gì mà cậy ra mà ăn được. Bên này nhỏ. Rồi, ok. Em vào trong đó là sẽ có à? Nhiều người bán không? Rồi, còn gì nữa? Cháo, không phải cháo. Còn gì để tả nữa không anh? Khoảng 100.000. Hai người. Chạy ra bên kia còn. Heo thai. Ok, cảm ơn. Ăn bằng tay. À, ăn bằng tay. Ok. Đậu xanh rõ ràng, đậu xanh sô cô la. Ăn vậy. Ăn gì nữa ta? Cứ chạy vào đó là sẽ có đúng không? Nhưng mà em cầm tiền thì em phải chạy đi mua đúng không? Màu xanh. Yes. À, bánh chuối. Bánh chưng. Chị ơi, giúp mình muốn mua heo tay à? Các bạn heo tay không? Heo tay. Con heo tay á. Bạn mình hai cái. Khó quá em không biết được. Tròn nữa này, thêm một cái thau, cái nồi, không phải nồi luôn. Em truyền cho anh à? Chuỗi kem, xanh. Theo tay mà. Đúng rồi, đây, vừa. Ok. Danh từ đồ ăn, bánh, cây, lá, hoa, hai loại đồ ăn phải không? Cái xe mà ăn. Nãy mình ăn trên xe. Màu xanh, màu cây, màu xanh lá, màu hồng, màu đỏ. Hoa và lá luôn, chỉ là hoa thôi. Cái đó là mình chưa có biết. Chị ơi, mít ở đâu ạ? Mít ơi, mít. Nhanh trẻ em nha. Bắt đầu lại. Đủ chưa cô? Đủ rồi. Cảm ơn nhiều nha, em đưa tiền rồi nha. Bắt đầu lại. A B C cà nhỏ hả? Cà dọc quyền hả? Cà có phải là cà không? Còn cha tròn trái cây tròn. Anh ơi, gì nữa. Quản. Anh không nói. Này rồi còn ra mua muối. Nhưng mà vừa nãy hết là... bố tiền rồi đâu. Vừa nãy là có lông. Trong chung. À vâng. À, 50.000. Dạ, không cần túi đâu, cô ơi, không cần. Dạ, dạ, dạ. Rồi, ok, môn thứ 2, bây giờ là môn thứ 3. Là Jesse. Đồ ăn. Trái cây. Màu đỏ, màu xanh. Bướm, bưởi. Con bưởi. Sorry. Tròn, tròn. Bơ, em có vài bưởi. Bơ ăn bưởi không? Vâng, bưởi. Sorry. Lòng nhãn. Nhãn. Sorry, sorry. Lòng nhãn, lòng nhãn. Chuyển nội công cho nó đông cứng lại được không? Lâm nhãn 100.000. Nhãn 100.000. Lâm nhãn. Cầm cái cuốn, okay. cầm cái cuốn. Ăn bây giờ thời gian của Ngân đã kết thúc rồi. Không. Đây. Đây mắt đây. Rồng, Thăng Long, đuôi, đuôi bò, đuôi heo, sống luôn. Đuôi heo, chị ơi đuôi heo ở đâu ạ? À? Đuôi heo. Oh my god. Đuôi heo. Được rồi, bao nhiêu ạ? Bao nhiêu cô? 50. Đây rồi, cảm ơn. Kiểm tra kết quả Ngân. Ba heo. Một thứ hai. Sorry. Chúc mừng Jesse đã được 3 điểm. Đội này mít. Đúng rồi. Cả quả mít đấy là ha. Không phải là nguyên quả đúng không? Rồi không đúng. Món thứ hai là cái gì? Nhãn. Món thứ ba à đuôi heo. Thế là hai món 2 điểm. Ok. Nhưng mà anh sẽ nhỏ nhiều giọt kém xuống đất hơn. Ngân rơi 25 giọt kém xuống đất. Long 27 trừ 1 điểm. Ok. Chỉ có 1 điểm thôi. Mấy các bạn vào đây bởi vì nhiệm vụ tiếp theo của các bạn rất là khó khăn, đặc biệt là đối với những người mà chưa bao giờ tự sửa xe của mình. Oh my god. Nhiệm vụ 3. Trong tổng thời gian 45 phút, hai đội vừa phải sửa và vá xe đạp của đội mình để di chuyển đến đích gặp cô Hồng, giám đốc trung tâm hy vọng. Nhận nhiệm vụ tiếp theo, dựa theo sơ đồ gợi ý chương trình cung cấp, đội đến đích trước được 1 điểm. Nếu đến đích muộn hơn thời gian quy định thì cứ 5 phút bị trừ 1 điểm. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu! Chị ơi, em muốn xin miếng nước á, nước dơ cũng được chị, mình xin ở đâu được? Dạ. Na xong rồi. Đợi anh đi. Cũ lắm á, cẩn thận nha. Đem ra thử thôi. Nước bình thường thôi chị, nước Domina thôi á. Thôi vâng. Em cảm ơn. Em làm cho. Anh có thêm đâu bên sườn ra cái nhớt nhảy ra đi, nhảy ra hả? Ok. Không được, làm sai rồi. Thế hả? Chứ làm như thế nào? Vậy hả? Ủa nhưng mà biết bể bánh nào không? Bể bánh này xịt thôi, bánh sau có xịt đâu. Bể bánh trước hả? Ừ. Nhưng mà vấn đề là phải lấy gì anh? Lấy ruột hả? Lấy cái ruột ra để bá. À. Đấy, hiểu không? Có phải là lấy anh như vậy không? Anh có biết. Anh chắc không? Lấy. Bây giờ anh nghĩ là anh lấy cái đồ bơm bánh xe anh bơm, xong anh nhúng cái này vô trong đó luôn, anh sẽ kiểm tra được. Bơm nhưng bơm cái này. Dạ cái này là cái nhỏ luôn, cái ruột luôn đúng không? Nhưng là cái là bên trong. Cái nhỏ hả? À lấy cái bên trong. Phải không? Xe đạp có phải là như vậy không? Bên trong á. Bên trong nó có cái ruột nữa hả? Đây là chồng lý tưởng. Nhiều nó làm. Rồi. Em. Để em đánh xem nó bị nổ ở đâu. Chỗ nào nó xì ống bóng là nó nổ ở đó. Cái này hỏi thò nên ok, ta đi. Đây, có vết. Đi tìm thấy rồi. Cẩn thận, anh xé nó đắp luôn cái ruột là khỏi chạy luôn á. Xé cái chân ta nó đứt rồi. Sao nữa? Rồi. Anh nghĩ là mấy vết nổ thôi, không phải một cái đâu. Em nhớ rồi, ở đây nè. Để em. Ở đây nè. Thế á? Đâu chỗ này? Đây. Có gì thấy không? Đây nè. Thấy không? Có đúng không? Đúng. Đúng không? Yeah. Ok. Em đưa đấy thôi. Dạ. Đưa đấy. Rồi. Bỏ ra. Sao làm xin thế nào? Làm cái này. Vậy phải không chú? Thẳng nó lên. Đây. Vậy hả? Thôi, xịt cắt. Lấy cái khăn lau khô. Cái khăn đâu? Anh kiểm tra bánh sau đi anh, kiểm tra kỹ đi. Em giữ đi rồi anh kiểm tra nữa. Móng tay em như là tay trâu. Rồi. Ok, nhân. Dạ. Lấy cây đập, lấy cây đập. Dạ. Người ta không có trà, người ta dán hơn mình vậy đó. Người ta trà sai rồi. Người bạn nói là không có cái đồ trà. Anh bơm đi, kiểm tra cho. Từ từ. Được chưa? Bây giờ bỏ vào hả? Xả hơi sao? Xả hơi à? Nhân. Xả ra hả? Xả ra rồi mới nhét vô được. Lắp vào nè. Đó, được chưa? Rồi đánh làm đó. Dạ. Rồi em chuẩn bị lấy bơm. Được chưa? Chuẩn bị là lên thêm gì nữa? Được chưa? Rồi được rồi. Dạ. Rồi. À, cái chỗ đi. Hay bây giờ anh phải lấy cái này ra nè. Căng rồi. Đi. Nó bị xẹp nữa rồi, lủng rồi. Nó xẹp. Đi nhanh lên. Rõ ràng là xẹp mà. Rồi. Xẹp thì kệ, vừa xẹp vừa bơm. Không có xẹp đâu tại anh nặng quá. Anh chỗ này cầu ấy, để em tự đi. Em xem bản đồ chưa? Không biết. Xem lại bản đồ đi. Rồi. Okay. Cái chỗ để bỏ cái này đào vô chứ. Đây cái lỗ cắm xuống. Lên qua bên. Mình đang ở đâu? Hỏi được không? Hope Center 20 Nhật Lệ. Chú ơi cho con hỏi Nhật Lệ đang ở đâu hả chú? Nhật Lệ. Con chỉ lưu lại. Nhật Lệ ở kia ạ? Để thằng về cho con vừa không có luôn. Anh nhét vô đây học tay vô. À, kẹt tay. Lấy cái vỏ ra, nhét cái này vô xong đi nhét cái phần khác. À đau. Tay em. Okay, tiếp cố lên. Em đọc lại em nào. Bao nhiêu Nguyễn Huệ? 20 Nhật Lệ. 20 Nhật Lệ à? Dạ. Lúc sau là anh vào sờ. Anh vào sờ là thấy nó không bị non là anh biết rồi. Dạ. Oh my god, bao nhiêu kg? Em lần đầu tiên là có bạn trai chở xe đạp đấy. Anh cũng lần đầu tiên mà chở con gái trên xe đạp đấy. Bình dự đấy. Mặc dù xuất phát trước nhưng Hữu Long và Diana vẫn có đôi chút vướng mắc về việc xác định phương hướng. Sau một hồi lòng vòng khắp nội thành Huế, Hoàng Ngân và Jesse hay Long và Diana sẽ tới đích trước.